Vân Khanh xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi mục Chính sự Việt Nam của đài truyền hình kalitoday.com được phát thanh và phát hình mỗi ngày, thêm về tình hình chính sự tại quê nhà, được trích từ báo kalitoday.com trong số ra mới nhất. Mời quý vị theo dõi bản tin Chính trường Việt Nam 2018 sẽ bể dâu của Phạm Chí Dũng, được trích từ báo Kali Today. Chính trường Việt Nam 2018 sẽ bể dâu, năm 2018 cuồng nộ bão tố. Vụ bắt Đinh La Thăng vào tháng cuối cùng của năm 2017 không chỉ phá vỡ tiền lệ, ủy viên Bộ Chính trị không thể bị tống giam. Trước đây, không chỉ mở màn cho chiến dịch chống tham nhũng giai đoạn 2 của Tổng Bí thư Trọng, không chỉ khiến một số văn nghệ sĩ một lần nữa ca tụng ông Trọng ngút trời như sĩ phu Bắc Hà, hào kiệt của dân tộc, bậc nhân kiệt thế thiên thành đạo, minh quân, không chỉ đánh dấu lần đầu tiên trong cuộc đời hơn 6 năm làm Tổng Bí thư của mình, Nguyễn Phú Trọng bắt đầu nắm được Bộ Công an và dường như còn khiến lộ ra lòng ham muốn Nguyễn Phú Trọng được phóng tác như một nét gì đó của Tập Cận Bình. Đó chính là mối nguy nhất đối với vô số nhóm lợi ích của Việt Nam. Đã từ lâu ở đất nước bị tàn phá bởi nạn tham nhũng và nguồn cơn một đảng lãnh đạo toàn diện này. Giới chức tham nhũng đã thấm nhuần triết lý cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Nhưng vào năm 2017, ngay cả một số cây viết thuộc phe lợi ích cũng phải công khai cay đắng thừa nhận một triết lý mới toanh: Trọng không cần tiền mà cần tiếng. Ngày 8 tháng 12 năm 2017 là thời điểm có thể được xem là mốc mở màn cho chống tham nhũng giai đoạn 2 của ông Trọng. Để chiến dịch này nhiều khả năng sẽ phát triển liên tục chứ không có khoảng giải lao, và giai đoạn cuối năm 2017 chính là một cơn sóng lừng báo hiệu cho cả năm 2018 cuồng nộ bão tố trên biển chính trường Việt Nam. Đã đến thời giết chóc. Nhìn lại năm 2017, hàng loạt vụ việc nội bộ đều trở thành những scandal bí ẩn và nguy hiểm, như Đinh Thế Huynh, Trần Đại Quang bị bệnh, vụ Repsol từ bãi Tư Chính cùng biểu tình quốc doanh chống Trung Quốc đầy sắc thái của thuyết âm mưu, vụ bỏ trốn của Thượng tá Công an Phan Văn Anh Vũ, chùm bất động sản Vũ Nhôm, khủng hoảng ngoại giao Việt-Đức liên quan đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, cùng những vụ phản kháng xã hội như Đồng Tâm, BOT đã và đang biến động nhanh và quyết liệt đến khó lường. Báo hiệu một năm 2018 còn biến động ghê gớm hơn nhiều. Thực tế, tranh giành quyền lực và lợi ích của các phe nhóm chính trị ở Việt Nam, nạn căn cứ quyền lực và sứ quân địa phương đang ngày càng phổ biến ở đất nước này, kéo theo quá nhiều vấn nạn về kinh tế và xã hội, đang là những dẫn chứng không thể phủ nhận được cho tương lai đầy biến động và bất ổn ấy. Nếu vụ Đinh La Thăng bị bắt đã phá vỡ tiền lệ chính trị ủy viên Bộ Chính trị không thể bị tống giam, thì sự sa cơ của chùm bất động sản Vũ Nhôm, chứ không phải Thượng tá Công an Phan Văn Anh Vũ, như đánh dấu quan niệm bỏ qua ranh giới thỏa hiệp và đối thoại giữa các nhóm quyền lực. Lợi ích mới của các nhóm quyền lực, lợi ích cũ để chính thức giết chóc nhau. Trong khi đó, nhất thể hóa bộ máy và chức danh giữa đảng và nhà nước
Một chủ trương của đảng cầm quyền bắt đầu được thi hành trong năm 2017 lại ngày càng trở thành thời cơ bất ngờ, sáng rỡ dành cho những quan chức nào đó, nhưng cũng biến thành nỗi nguy hiểm kề dao vào cổ đối với nhiều quan chức khác, nhất là số đầu tỉnh thành. Trở về lãnh chúa thời Trung Cổ, kể từ sau Đại hội 12 đến nay, bất chấp việc Tổng Bí Thư đã phần nào chấn được cựu Thủ tướng Dũng và phe cánh của ông này, tình trạng căn cứ quyền lực và sứ quân địa phương không những không giảm mà còn tăng lên. Ở nhiều địa phương, mỗi bí thư tỉnh hay chủ tịch tỉnh hoặc cả hai đã trở thành những ông vua không ngai. Khái niệm vua tập thể mà cựu chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An ví von trước đây đã trở nên lạc hậu. Giờ đây, quyền hành và lợi ích nhóm không còn là đặc quyền của cấp bộ chính trị mà còn ăn sâu xuống các ủy viên trung ương là người đứng đầu tỉnh thành. Tương lai nhất thể hóa theo cách bí thư kiêm chủ tịch Ủy ban Nhân dân và Hội đồng Nhân dân, một dạng chính ủy chuyên quyền 3-1, hầu như chắc chắn sẽ được đánh lên trong năm 2018, tức từ cấp xã, huyện lên thẳng cấp tỉnh thành. Nếu trước đây ở một số tỉnh thành còn thí điểm cơ chế bí thư tỉnh kiêm chủ tịch Hội đồng Nhân dân, nhưng cơ cấu quyền lực vẫn còn phân nhánh theo phương thức nhị quyền phân lập, tức bí thư tỉnh và chủ tịch tỉnh là hai nhân sự khác nhau và cách nào đó kiểm soát quyền lực lẫn nhau, thì khi thực hiện cơ chế 3-1, các chính ủy sẽ quyết hết. Từ vấn đề nhân sự đến điều hành kinh tế, xã hội và cả những dự án màu mỡ có nguồn vốn từ ngân sách và viện trợ ODA sẽ không có chuyện chính ủy phải hỏi hoặc xin ý kiến của Hội đồng Nhân dân tỉnh thành về quyết sách này, quyết sách kia. Vậy là sớm hay muộn đôi chút cũng sẽ diễn ra một phong trào tái cơ cấu nhóm quyền lực từ cấp trung ương đến cấp địa phương. Nếu Đại hội 12 vào đầu năm 2016 của Đảng cầm quyền chỉ nhằm giải quyết chủ đề bất cứ ai trừ Dũng, các hội nghị trung ương 5 và 6 trong năm 2017 chỉ nhằm xử vài giây thời cũ, thì những tháng tới sẽ là một trận tổng công kích của các tập đoàn quyền lực dành cho nhau giữa nhóm quyền lực mới đối với nhóm quyền lực cũ và cả giữa các nhóm quyền lực mới với nhau. Đà Nẵng của Sun Group, Sài Gòn của Vạn Thịnh Phát, Kiên Giang của Nguyễn Thanh Nghị có thể là những cái tên đầu tiên được thí điểm hồi tố. Thậm chí sau một thời gian thực hiện 3-1 mà chẳng bị kiểm soát quyền lực, rất dễ để giới tinh hoa của đảng coi sóc linh hồn dân ở nhiều địa phương sẽ biến những địa phương đó thành một quốc vương riêng của mình. Thậm chí rất có thể sẽ xuất hiện những chính ủy chuyên quyền tham vọng và liều lĩnh nhất khi nghĩ đến việc tự trang bị cho địa phương mình một lực lượng vũ trang riêng, bao gồm vừa công an vừa quân đội, để trở về thời lãnh chúa địa phương trong lịch sử Trung Cổ. Tuy nhiên, chính giai tầng lãnh chúa mới ở các địa phương và những nhóm lợi ích xuyên quốc gia từ trung ương xuống địa phương sẽ trở thành một thách thức mới, một bức tường cao ngất mà sẽ chắn ngang con đường chống tham nhũng. Tập quyền và giữ đảng của Tổng Bí Thư Trọng, dù không hề muốn hậu quả ấy xảy ra, ông Trọng đang và sẽ đối mặt với hàng chục ngàn quan chức lớn nhỏ dính sâu tham nhũng. Và đến một thời điểm nào đó, nếu một bộ phận quan chức tham nhũng tự nâng lên một
tầng cao mới bằng một hình thức cấu kết cộng sinh lẫn nhau. Ổ ung thư này sẽ thật sự bùng phát như một cuộc nội chiến trong lòng xã hội Việt Nam. Quý vị vừa theo dõi bản tin Chính trường Việt Nam năm 2018 sẽ bể dâu của Phạm Chí Dũng, được trích từ báo Cali Today. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính chào tạm biệt. Quý vị có thể theo dõi mục này nhiều hơn trên làn sóng Radio Phố Đêm 1500 AM mỗi ngày từ 1 đến 5 giờ chiều và từ 4 đến 11 giờ tối tại miền Bắc California và quý đồng hương tại thành phố Seattle và các thành phố phụ cận. Cũng có thể nghe trên Radio Seattle ngày nay trên làn sóng 1540 AM từ 1 đến 4 giờ chiều mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu. Ngoài ra, quý vị cũng có thể nghe lại bất cứ lúc nào trên trang mạng truyền hình calitoday.com.